Ông Trần Sĩ Thành làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Chiều ngày 15 tháng 7, tại Thành ủy Hà Nội diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho biết, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Sĩ Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định điều động, phân công đối với ông Trần Sĩ Thành giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, ông Trần Sĩ Thành là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, kinh qua nhiều nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với kinh nghiệm công tác phong phú, sự am hiểu nhiều lĩnh vực, nhiều năm sống ở Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng ông Trần Sĩ Thành sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường, các kinh nghiệm đã có, tuân thủ nguyên tắc, năng động sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân về vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ ông Trần Sĩ Thành hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy luôn luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Như vậy, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội ngoài Bí thư Đinh Tiến Dũng có 4 phó bí thư bao gồm các ông bà Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Ngọc Tuấn và Trần Sĩ Thành